Đây này, đây, xoài rất là bền luôn. Nhớ bắn đầy giật cho nhẹ này. Nhưng mà cái này ấy, do mình không có xiết ốc á, dây mát nó nằm đây này. Đó, hất lên là mở nhá. À, vừa rồi nó thiếu mát nó không tắt được nhá. Đó là như vậy. Rồi. Máy rất là đẹp xuất sắc nhá. Anh em chốt thì liên hệ số điện thoại mình nhé. Cảm ơn anh em. Cửa hàng Đông Cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3, xã Ba Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng liên hệ là 0974644973 0337 01 91 91. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và các ship hàng toàn quốc. Quý vị anh chị mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Đây bên em giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm hãng Echo của Nhật. Thương hiệu đến từ Nhật Bản, Echo Kirit V3900. Máy đẹp lên keng. Đây sau quay chi tiết một vòng cho mọi người xem ha. Xem vào ngoài review. Mày thấy máy rất là đẹp không ạ? Đây, chụp gió đây, em chưa gắn vào. Đó, máy keng. Đầu nằm đây. Con này sử dụng lọc gió bằng giấy ha. Đời này đặc biệt này, xả áp này, mọi người ha. Làm xích này. Làm Latin. Bên này ha. Rồi, ok. Là sẽ vào chi tiết review con máy này ha. Review con Echo Kirit, hàng có thể đi khai thác cho mọi người. Rồi. Ở bên đây là cái mặt khởi động của máy này. Mặt khởi động của máy này bằng mủ ha, giúp cho máy nhẹ hơn chút này, trọng lượng nó nhẹ hơn này, đó bằng mủ ha. Rồi. Kế bên đây thì nó có bình châm nhất thải đây, ký hiệu đây, đuôi làm xích. Bên đây thì có tem seri 6097 là số seri của máy. Mặt trước mặt tiền này rất là đẹp. Đó, bô cũng còn ok. Đó. Rồi. Đi qua bên này ha. Bên này thì có bình chứa nhiên liệu của máy. Đây. Bình chứa nhiên liệu của máy. Kết hợp ở đây thì có một công tắc tắt mở máy này. Bộ phận lọc gió, kim chỉnh găng ti của máy, kim chỉnh LH xăng gió, buri, ok. Rồi cái sang đây chút nữa thì nó sẽ có cho mình thêm một cái chốt le e gió tự động đó. E gió, em xin lỗi mọi người, không phải tự động nhé, chốt e. Mọi người để lâu phải khởi động phải kéo e ha. Rồi ở đây nữa dãy seri của máy này, coi gì nữa này, đây. Nó mờ quá không nhìn gì luôn mọi người, trong là sao nó mờ thế? Đây là đời sản xuất là 1995. Đó, 1995. Trọng lượng khô của máy là 4 kg ha. Ba mươi bảy phẩy bảy cc con máy này. Đó, như vậy. Rồi. Rồi đây chỗ e ha. Phía bên này thì tay cầm này, tay cầm bằng kim nhôm ha, bằng heo thì bằng mũ. Bên đây mặt ốp lam sử dụng hai ốc và mặt ốp lam này bằng mũ luôn, giúp nhẹ máy ha. Rồi tiếp theo chi tiết một chi tiết này nữa là chi tiết chắn cỏ, cái chắn tay cầm không ai xúc sen. Thì cái này thì bác nào để nguyên theo máy sản xuất thì để mà không muốn dùng. Thường thì có những cái số anh em đi cưa lùa trong thì không thường lại đây đâu, không thích, nó rất là vướng víu. Thì đây là tùy, còn riêng theo máy thì đang còn ha, một cái tấm chắn ha.
Rồi ở đây thì sử dụng một cây lam echo, cây lam echo khá là đẹp, mọi người ha. Echo, cây lam này thì đầu Latin, lam đầu Latin cho mọi người ha, lam đầu Latin. Tổng độ dài của cây lam 48 cm, 48 cm. Đi ơi, 48 cm. Và phần cắt được của cây lam này, từ đầu lam này tới đây là cưa được 40 nha mọi người ha, 40. Rồi kế đêm đây nữa là bước xích. Bước xích này là xích đại chân 72, xích đại chân 72, tức là xích lớn nhất rồi. Rất là ok. Con này thì chén côn, nó xài dùng chén côn đồng tiền ha. Duy ơi, nghe điện thoại cho anh nhé. Chén côn đồng tiền, làm đầu nó tinh, bước xích lớn nhất, xích đại. Đó, đó là tổng quan về cái máy ha. Rồi trọng lượng khô của con máy này thì nó là 4 kg. Nếu mọi người để lam và xích như thế này thì em cân lên là nó rơi vào 5,6 kg, có tí xăng và có tí nhớt ha, 5,6 kg. Ok ạ, 5,6 kg. Và con này thì sở hữu động cơ là 2 thì, động cơ 2 thì làm mát bằng gió ha, làm mát bằng gió, động cơ 2 thì làm mát bằng gió. Dung tích xi lanh là 37,7 cc. Và đường kính của cái bít tông này này thì nó rơi tầm khoảng 39 ly gì đó. Đó, nói chung em không chắc chắn 100% nha, tại vì cái máy này chưa ra, nhưng mà rơi tầm 39 hoặc có thể là 41 ly. Nó như vậy. Đó, bốn cái đầu máy cũng đóng không thôi. Đó là như vậy ha. Rồi. Em sẽ ráp đầy đủ vô và bây giờ mình sẽ vào cái bước test máy. Test máy cho mọi người nghe ha. Xong bài review ha. Súng đã bắn nha anh. Em sẽ xiết lại ha. Sao đi mặt phía trước xiết phía sau để nổ đấy. Tôi tính rồi thế này. Rất ok nha mọi người ha. Có mức nào chốt con máy Echo này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nhé. Số điện thoại là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và có ship hàng toàn quốc. Đó, các bác cứ liên hệ trực tiếp thì bên em sẽ hướng dẫn các bác cách đặt hàng ha. Và sản phẩm thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người là được 12 tháng bao lột nòng, kèm theo là 3 món đồ, giũa này, một cây giũa lớn này, và buri và móc khóa ha. Hiện tại cửa hàng có 3 món để tặng cái 13 món. Đó. Các bạn nào chốt thì liên hệ số điện thoại của em nha. Cảm ơn mọi người.